Xin chào tất cả anh em. Bây giờ thì các bạn biết là nhìn thấy này, da của mình đó là da dầu đúng không? Da dầu nó ở trên mặt nó đi về ấy. Cả ngày hôm nay mình đi về thì bây giờ da nó rất là dơ. Và các bạn biết da dầu mà đi nhiều ở ngoài trời ấy, thì nó rất dễ bị mụn. Đấy, thì mà các bạn thấy là trên mặt của mình thì gần như là không có mụn đúng không? Thì cái bí kíp của nó đó là gì? Đó chính là cái máy rửa mặt Lumispa. Thì đó là cái máy rửa mặt này là mỗi ngày mình đi về thì mình đều xài đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho ta về cái cách mà chúng ta dùng cái máy rửa mặt Lumispa này nhé các bạn. Ok. Rồi đây là chai xịt khóa. Chúng ta sẽ xịt vào cái đầu này để chúng ta làm ướt. Sau đó chúng ta xịt lên mặt. Đó, để làm ướt cái mặt của chúng ta đúng không ạ? Sau đó thì ở đây là mình có cái sữa rửa mặt loại dành cho da dầu của cái bộ Lumispa này luôn. Đó, thì đầy đều cái vòng ở bên trong á, ở đây nó có hai cái vòng trong và ngoài. Thì cái ở đây là mình làm đầy cái vòng trong này này. Ok chưa? Rồi, bây giờ đấy, mình bấm cái nút này thôi là nó sẽ chạy. Thì mình sẽ thoa đều nó ở khắp mặt của mình trước đã. Rồi, đây là mình thoa đều kem này ha. Thì bây giờ là mình chạy máy á. Để mà nâng cơ á thì chúng ta chạy từ dưới chạy lên. Mình chạy từ trong ra ngoài. Rồi chạy ở cái khóe mũi này. Bởi khóe mũi này nó rất dễ bị cái gọi là mụn cám đấy các bạn. Thì mình cần phải chạy ở đây cho nó nhiều để nó làm sạch mũi này. Ở dưới vùng này. Chúng ta thường hay quên rửa cái phần dưới này, nhưng ở đây là nơi mà dễ phát sinh nhiều mụn nhất, nên chúng ta phải rửa thật sạch đều nha các bạn. Để cái nọng cằm mà nó không, đối với phụ nữ mà lớn tuổi ấy, mà chúng ta không bị dính cái nọng cằm thì chúng ta đẩy dưới này lên như thế này. Đó, thì da chúng ta nó sẽ căng lên. Đây, cái vùng này là cũng rất dễ bị nổi mụn. Thì cái máy này đó là nó làm sạch sâu đúng không ạ? Nó làm sạch sâu thì việc mà chúng ta sạch mụn là chuyện đương nhiên. Các bạn xem những cái hình của mình ngày xưa thì mụn mình rất là nhiều. Nhưng sau đó bằng việc mà dùng máy này đều đặn, tức là buổi tối này, trước khi đi ngủ thì mình xài máy này. Buổi sáng khi mình ngủ dậy thì mình rửa cái máy này một lần, và nếu buổi trưa mà về nhà đấy các bạn đấy thì quay một lần như thế này là nó đã xong, thì có nghĩa là nó rửa đều hết khuôn mặt. Nếu chúng ta muốn chạy thêm một chút nữa để làm sạch ở vùng trán này thì chúng ta có thể bấm thêm lần đấy. Ok, đó, bởi vì nó chạy một vòng hết cái là nó tự động nó tắt máy thôi các bạn, rất dễ đúng không? Đây là mình chạy thêm để mình ok chạy, thì bấm giữ một cái là nó sẽ tắt. Sau đó chúng ta tháo ra này, chúng ta thấy này các bạn, da rất là dơ đúng không? Cực kỳ dơ luôn, rất dễ. Mình sẽ rửa cái đầu này này. Thì sau đó chúng ta nhớ nhé, khi chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta lấy bông tẩy trang này để chúng ta lau này. Bởi vì một số bạn khi mà mình hỏi đấy thì mới biết đó là chúng ta hay có thói quen từ nhỏ đó, đặc biệt là với các bạn nam, đó là hay dùng cái khăn của mình để lau mặt. Thì cái khăn á, dù nó giặt nhưng nó để ở trong cái môi trường ở trong nhà tắm hoặc là phơi ở ngoài, thì dù chúng ta giặt đến cỡ mấy thì nó vẫn còn những cái vi khuẩn trong đó, nó không được sạch hết. Đó, thì là dẫn tới đó là da mình
Dù rửa xong rất sạch rồi nhưng sau đó chúng ta lại bị bẩn lại, thì lúc đó nó dẫn tới đó là chúng ta vẫn bị ok bạn. Chúng ta thấy da này bây giờ nó sạch hết rồi đúng không? Đấy, thì đó là bước đầu tiên, đó là chúng ta làm cái rửa mặt. Sau đó lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách mà chúng ta chạy máy Galvanic Spa. Một tuần chúng ta dùng cái máy Galvanic Spa 2 lần, còn cái máy rửa mặt này chúng ta dùng đều đặn, nó là sáng tối, tốt được nữa đó là buổi trưa thì nó rất là hay đó. Thì bây giờ là chúng ta khoan xong cái video clip này rồi tiếp tục video khác đúng không? Đó là bây giờ chúng ta dùng cái máy rửa mặt nha bạn. À, nên là hãy chăm sóc khuôn mặt của mình, bởi vì khuôn mặt đó chính là mặt tiền đó, mặt tiền nên chúng ta cần phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó thì chúng ta mới có nhiều tiền được, bởi vì mặt tiền mà đúng không? Ok, đến chào bạn. Ok.